Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại quay một chỗ bán đồ cũ nha các bạn. Các bạn đang băn khoăn là không biết tìm cái nào để mua xe đạp cũ mà tốt thì ở đây bán rất nhiều xe đạp. Rất là rẻ nha. Sáu sen chín, bảy sen, xe cũ, zin, giấy tờ đầy đủ. Xe đua 8 sen, 6 sen 9, gần 7 sen. Có chiếc này rẻ nhất 5 sen 9. À, đằng này có 4 sen 9 nữa nè. Tất cả xe đạp ở đây đều có giấy tờ đầy đủ. Bên kia có mấy chiếc xe đua. Bảy xe. Bảy mặt chính. Xe nhẹ hèo luôn. Là bằng nhôm. Mấy chiếc xe này gặp vô lại được nha các bạn. Một mảnh hai. Bốn chiếc xe đua. Quá trời xe đạp luôn. Nói cái này là tốt nhất nè, đẹp không nè, sắp một tay lên cũng được nữa. Ở đây thì bán đồ nội thất xe đạp rất là nhiều, đồ gia dụng nhà bếp, đồ gỗ nhiều. Vali cũ. Đây đồ nội thất rất nhiều.
xe lăn có luôn. Hôm nay ngày nghỉ thì mình được đi trải nghiệm mấy chỗ bán đồ cũ. Thật ra thì mấy chỗ này mình đi rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay lâu lâu rảnh rỗi xin nông nổi nên đi quay chơi nóng bảo hiểm một sinh hai. Đèn đồng hồ máy xay tóc bàn ủi cân giá quá rẻ luôn nha. Mình sẽ đọc xem tư. Nhiều cỏ râu. Bàn ủi, hơi nước. Đèn pin vào thớt ở đây bán đồ dụng cụ nhà bếp rất là nhiều nha các bạn, giá rẻ nữa. Nồi niêu son chảo các bạn đang muốn mở quán hay là dọn nhà mới thì nên ghé đây, đồ rất là nhiều mới ngon bổ rẻ mới. Đồ dụng cụ nhà bếp từ luộc vô luôn. ¥498, 500 yên, quá đẹp. Chảo chiên trứng quá rẻ. Bếp ga, bình ga, ba bình 2 xăng 9, gần 300 yên.
Trang dĩa quá đẹp. Sakura. Rồi, đây có cái thúng rồi. 1 cm chín gần 2 cm. Cái cân. Đồ nhựa. Bình nước. Một sen tư và 1,5 cm. Đúng. Cờ lê ốc vít. Ở đây đặc biệt nó có bán mấy cái dụng cụ, máy móc dành cho là xây dựng, điện, cầu cống, nói chung là chuyên về đồ xây dựng. Các bạn nào làm cho mình xây dựng thì muốn mua ba cái dụng cụ đó thì ở đây là bán rất là nhiều, rất là nhiều thể loại, mới cũ đều có đủ. Súng. Thường thường đồ mới người ta để trong tủ kính hoặc đồ cũ người ta để ngoài. Đồ xài rồi. Đủ thể loại máy móc. Thank you.
Non màu hổ. Khu vực này toàn là mùi yên hết. Mùi bên này bán tivi. Bếp ga một cơm điện. Sen chín ngàn tám sen nồi cơm điện công nghiệp. Đây toàn bộ là đồ mới nha. Còn khu vực này là tủ lạnh. Lò vi sóng. Lò vi sóng.